Khoảnh khắc Rory giơ cao bóng vàng trước sự chứng kiến của hàng vạn cổ động viên tại Etihad, có lẽ chính bản thân anh cũng không biết thảm họa đang sắp ập đến với Man City. Rõ ràng, hình ảnh trinh lang của bóng vàng của tiền vệ người Tây Ban Nha vô tình lại là bảo chứng cho sự suy yếu nghiêm trọng của The Citizen vào lúc này. Chấn thương của anh là một trong những nguyên nhân khiến thầy trò Pep Guardiola chìm sâu. Không có anh, Man City thua tan nát 4 bàn không gỡ trước Tottenham, đánh dấu thất bại thứ 5 liên tiếp trên một đấu trường. Một cuộc đại khủng hoảng, kinh hoàng đang bao trùm lấy Etihad. Pep Guardiola chỉ vừa mới gia hạn hợp đồng cùng với quyết tâm trục vớt con tàu của nở xanh thành Manchester. Xong, ngay khi thuyền trưởng vừa mới trở lại buồng lái, con tàu ấy lại đang dần chìm sâu hơn. Dâng chức vô địch cho Liverpool, trắng tay toàn tập ở các đấu trường khác. Viễn cảnh ác mộng đang hiện hữu ngay trước mắt những con tim yêu Man City. Chưa bao giờ người ta thấy Pep phiên bản Man City cay đắng như lúc này. Suốt 8 năm qua, chúng tôi chưa từng rơi vào tình cảnh như vậy. Giờ đây chúng tôi phải đối mặt và vượt qua nó bằng cách chiến thắng các trận đấu tiếp theo, đặc biệt là trận đấu sắp tới. Đối mặt là một chuyện, nhưng giải quyết được vấn đề hay không lại là một câu chuyện khác. Pep ý thức được những gì Man City đang trải qua, song ông không đủ chất liệu để vá lại vết nứt của con tàu đắm. Và chất liệu quan trọng nhất không gì khác ngoài sự xuất hiện của Rodri. Anh đang ở đâu vậy Rodri? Đó chắc chắn là những gì cổ động viên nhà đang than khóc trong bối cảnh họ phải nhìn tuyến giữa của màn xanh vụn vỡ trước Tottenham. Khi không có tiền vệ người Tây Ban Nha trên sân, hàng tiền vệ của đội chủ sở Etihad không thể đảm đương nhiệm vụ che chắn cho mặt trận phòng ngự. Cả 4 bàn thua của Man City đều có điểm chung nằm ở sự hỗ trợ thiếu quyết liệt của các cầu thủ tuyến trên. Chẳng ai chịu khó lùi sâu để dọn dẹp như Rodri. Vì vậy các hậu vệ The Citizen thường xuyên rơi vào tình trạng bị phong tỏa bởi hàng công cơ động bên phía Tottenham. Chưa kể điểm yếu phòng ngự của các tiền vệ Man City còn được phơi bày qua những lần họ cho đối thủ dễ dàng vượt qua để mở ra các đòn hồi mã thường lợi hại. Sự thiếu vắng Mateo Kovacic vì chấn thương càng làm trầm trọng thêm tình hình này. Ilkay Gundogan, người thường xuyên đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm, đã phải lùi sâu để thay thế. Nhưng ngay cả những ngôi sao như là Bernardo Silva, Gundogan và Rico Lewis cũng không thể cản bước Tottenham. Theo thống kê, Man City để thủng lưới 17 bàn sau 12 trận đấu mùa này bằng với Crystal Palace, đội bóng đang xếp thứ 18. Con số này cao hơn 40% so với mùa giải đầu tiên không có danh hiệu dưới thời của Pep. Điều này phản ánh rõ ràng sự thiếu vắng Rodri ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả hàng phòng ngự và tấn công của Man City. Không có anh, đội bóng của Guardiola trở nên dễ bị đối thủ khai thác, đặc biệt trong các pha phản công nhanh. Man City hiện là đội để đối thủ có nhiều cơ hội phản công nhanh nhất tại Premier League mùa này. Dù trên thực tế, các nhà đương kim vô địch đã may mắn khi không phải chịu thêm nhiều bàn thua từ những tình huống như vậy. Vắng Kevin De Bruyne là mất nhiều, nhưng vắng Rodri như mất tất cả vậy. Man City vẫn ổn nếu thiếu đi vài trụ cột quan trọng, nhưng tuyệt nhiên cái tên đó không phải là Rodri. Không phải ngẫu nhiên mà tiền vệ người Tây Ban Nha được ca tụng là ngôi sao trung tuyến xuất sắc bậc nhất thế giới cùng tư cách đương kim của bóng vàng. Vị trí anh để lại là gánh nặng quá lớn, một gánh nặng mà chẳng có cái tên nào trong dàn tiền vệ khỏe mạnh còn lại của Man City có thể càng đáng. Man City từng vượt qua những khó khăn lớn hơn trong quá khứ, như mùa giải 28-29, họ bị Liverpool bỏ xa đến 10 điểm và sau đó lật ngược tình thế để giành chức vô địch. Tuy nhiên lần này có điều gì đó khác biệt. Các dấu hiệu cảnh báo xuất hiện từ lâu, nhưng giờ đây chúng trở thành tiếng chuông báo động không thể làm ngờ. Dù vậy thất bại cay đắng trước gà trống lại phản ánh một thực tế hoàn toàn khác. Man City có thể từng thua vài trận, nhưng chúng ta rất hiếm khi thấy họ bị áp đảo trong tất cả khía cạnh như thế. Thứ quan trọng nhất của The Citizen là bản lĩnh nhà vô địch bỗng dưng tắt ngấm và họ bỗng chốc biến thành một câu lạc bộ tầm trung. Không chỉ có mặt trận phòng ngự xuống cấp do thiếu vắng Rodri, dàn hỏa lực hiện tại của The Citizens cũng chẳng thể bùng nổ nhằm giải mã bài toán công bù thủ của Pep. Phong độ của Erling Haaland có dấu hiệu trở lại trong thời gian gần đây, từ cấp độ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, nhưng một mình anh là không đủ. Theo thống kê, Haaland hiện ghi hơn 50% số bàn thắng của Man City, trong khi các tiền đạo còn lại như Phil Foden, Jeremy Doku và Jack Grealish chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng tổng cộng. Việc chỉ dựa vào Erling Haaland là một phương án không bền vững. Ngoài ra, sự thiếu vắng của cỗ máy sáng tạo Kevin De Bruyne, người gặp vấn đề về thể lực, và Julian Alvarez đã đến Madrid càng khiến vấn đề của nhà đương kim vô địch thêm trầm trọng. Man City rõ ràng thiếu một nguồn sức mạnh đa dạng trong tấn công. Thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp tới sẽ có thể là chiếc phao cứu sinh cho Man City, nơi họ có thể bổ sung lực lượng. Song khi chiếc phao cứu sinh ấy đến tay thầy trò Pep Guardiola, họ cần giữ cho mình không bị chìm đến mức bất khả cứu vãn.
Cụ thể, The Citizen còn phải vượt qua cả 7 trận đấu quan trọng tại Premier League trước khi thị trường mở cửa. Trận đấu khó khăn đầu tiên là chuyến làm khách tại Anfield gặp Liverpool vào tuần sau. Man City sẽ kết thúc với thứ hạng bao nhiêu ở Ngoại hạng Anh năm nay? Hay giành được bao nhiêu danh hiệu? Những câu trả lời tưởng như xa vời vậy lại đang được Pep Guardiola và các học trò dần giải mã theo cách tiêu cực nhất. Man City rồi sẽ trở lại, song đó vẫn là câu chuyện của tương lai. Còn bây giờ, chẳng tín đồ Premier League nào có thể phủ nhận thực tế rằng họ chưa bao giờ chứng kiến một Man City yếu đuối đến vậy. Hoặc nói đúng hơn, họ nhớ Rodri đến mức yếu đuối chưa từng thấy.